Từ khi khai sinh lập địa, trải qua thế hệ này đến thế hệ khác, đồng bào Pa Thèn với tinh thần đoàn kết, dũng cảm, bằng bàn tay lao động khéo léo bên nương ngô, nương sắn tươi tốt. Chính trong những công việc hàng ngày vất vả nhưng tràn đầy niềm vui đó đã tạo nên những nét văn hóa riêng biệt của con người nơi đây. Người Pa Thèn có nền văn hóa đa dạng và phong phú, được thể hiện qua nhiều mặt của đời sống xã hội thủ công với những hoa văn đẹp, sặc sỡ, mang đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một nét văn hóa phản ánh đậm nét đời sống tinh thần và cũng là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Pa Thèn nơi đây. Diễn ra vào những lúc nông nhàn. Lễ hội được bắt đầu từ tháng 10 âm lịch cho tới tháng Giêng năm sau. Lễ hội nhảy lửa có ý nghĩa tạ ơn thần linh, phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, dân bản khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật và mang sức mạnh cho người dân nơi đây. Mây mang trong đêm quên.
Thank you.
mùa xuân được gặp em trong mùa lễ hội, lúc liên nón nga nụ cười tươi như hoa ngày buồn vui, mặt ta cùng hướng tới cầu đèo mây cầu cốc cầu yên.